Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay tôi làm clip video này. Một lần nữa, tôi xin gửi đến quý vị khán giả và các nhà hảo tâm lời xin lỗi chân thành nhất. Cho dù có nói gì đi nữa, cũng là bao biện cho bản thân tôi mà thôi. Kính thưa quý vị khán giả, bản thân tôi cũng choáng váng trước một sự thật quá bất ngờ và ngỡ ngàng khi tôi biết được anh Hồng Sơn đã từng bị kỷ luật với mức cao nhất, đó là xóa tên khỏi Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi giấy chứng chỉ hành nghề và thẻ luật sư. Kỷ luật này áp dụng khi bị thân chủ tố cáo và có bằng chứng rất rõ ràng. Vậy mà trong suốt thời gian qua, tôi vẫn cổ suý bảo vệ khẳng định anh Hồng Sơn là một luật sư. Trước ngày truyền thống luật sư 10 tháng 10, tôi mới biết được một sự thật phũ phàng là anh Hồng Sơn vi phạm nguyên tắc đạo đức hành nghề luật sư và về phải chịu mức kỷ luật cao nhất. Luật sư Trần Quốc Vũ chỉ bị treo bằng 18 tháng, không bị xóa tên ra khỏi Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cũng không bị thu hồi giấy chứng chỉ hành nghề và thẻ luật sư. Bản thân tôi luôn tin rằng anh Sơn là một luật sư. Vì vậy, tôi luôn ủng hộ hết mình, khẳng định trên mạng xã hội anh Sơn là một luật sư. Lời nói này của tôi vô tình tạo niềm tin cho anh Sơn trong lòng quý vị khán giả. Rồi anh Hồng Sơn lợi dụng chuyện này khoe khoang, chia sẻ không đúng theo quy định của pháp luật về những vụ việc của Thiền Am, đặc biệt là vụ việc liên quan đến tài khoản của Thiền Am được tôi đưa lên công khai trên mạng xã hội. Tôi đã khẳng định rất nhiều lần tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và tài khoản của Thiền Am không có chuyện bị thu giữ hoặc tiền không đến tay các cô đang sinh sống trong Thiền Am. Tôi đúng là người không có mắt nhìn người. Tôi nhìn không ra chân tướng luật Hồng Sơn không phải là một luật sư. Mặc dù trong lòng tôi có rất nhiều nghi ngờ, tại sao có chuyện liên quan đến Thiền Am cần tiếp xúc với cơ quan công an, đi chung với người Thiền Am là anh Sơn đều tránh né, lấy hết lý do này đến lý do khác. Chuyện thăm các thầy trong ngày 30 Tết, các cô nhờ anh Hồng Sơn, rồi anh Hồng Sơn lại nhờ tôi. Thế quý vị khán giả, nhìn thấy ánh mắt, niềm vui và nụ cười của các cô khi gặp được người thân, được nói chuyện rất lâu, rồi các thầy gửi quần áo và vật dụng về nhà. Khi đi đến bên ngoài, các cô cầm tay tôi cảm ơn và nói rằng luật sư Hồng Thanh đã giúp Thiền Am một việc lớn. Sau đó, những lần đi thăm nuôi chung với người Thiền Am, anh Hồng Sơn cũng không đi. Mấy tháng sau, thăm nuôi không có được.
mà không biết lý do, buộc phải làm đơn khiếu nại. Anh Hồng Sơn cũng không đi cùng người thiền am, mà tôi lại đi cùng những người thiền am lên trại giam các thầy đang thi hành án. Nhờ vậy mới biết được các thầy đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc làm căn cước công dân cho thầy Nhất Tuệ, anh Hồng Sơn cũng không giúp được, rồi cũng đến phải đến tay tôi. Mà cái việc làm căn cước công dân này rất rắc rối, không phải dễ làm. Rồi thiền am có biến, Hồng Sơn không xuất hiện, mà tôi đang làm việc ở công ty. Quý vị thấy cái hình ảnh tôi mặc cái đồng phục áo dài màu xanh á, xuất hiện tại thiền am mà chụp hình á, bị Tú á, nó nói á. Và khi đi xuống thiền am, biết các cô đã được mời đến công an huyện lấy lời khai, chúng tôi cũng phải chạy lên công an huyện để tìm hiểu tại sao mời các cô lên đến công an huyện. Và còn nhiều lần như vậy, tôi đang làm việc thiền am có biến là tôi cũng phải tìm cách chuồn đi. Tôi cũng thấy kỳ, tại sao anh Hồng Sơn lại tránh né như vậy. Nhưng đến nay tôi đã biết lý do. Tôi cũng rất buồn đó quý vị khán giả. Tôi rất mong các khán giả và các mạnh thường quân bỏ qua cho tôi lỗi lầm này. Trên các đường live trong thời gian vừa qua, tôi khẳng định tôi đồng hành cùng anh Hồng Sơn, tôi bảo vệ anh Hồng Sơn, không phải vì tiền hay vì bất cứ nhu cầu vật chất nào khác. Tôi không ăn chia một đồng xu nào với anh Hồng Sơn và chị Mai. Tôi dám khẳng định điều đó. Khán giả có cho tôi thì tôi xin nhận và cảm ơn rất nhiều. Tiền bạc Mạnh Thường Quân gửi cho tôi để đưa cho anh Hồng Sơn, tôi luôn đưa đầy đủ. Lúc thì đưa bằng tiền mặt, lúc thì chuyển vào tài khoản. Khi tôi bị thư kiện, khán giả nào thương yêu tôi thì tôi xin giữ sự giúp đỡ. Một luật sư có hành nghề, có việc làm, cho dù đúng hết 100%, nhưng bị thân chủ do yêu cầu làm những việc trái với lương tâm, không chịu làm, thì bị thưa là chuyện rất bình thường. Bất cứ luật sư nào đang hành nghề cũng gặp phải sự cố này hết. Chỉ có luật sư không có việc làm, không có khách hàng, lấy gì mà bị thư kiện.
hoặc là luật sư chiều theo khách hàng làm những việc trái với lương tâm mới không bị thư kiện. Tôi quá tin tưởng vào những người bạn, những người đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Bây giờ biết rõ sự thật, tôi chấm dứt quan hệ với nhóm này. Tôi không thể tiếp tục nói sai sự thật hay bao che được nữa. Bản thân tôi cũng tiếp tay tạo cho anh Sơn có một vỏ bọc vững chắc, bởi vì tôi là một người đang hành nghề luật. Dù gì đi nữa cũng được mọi người tin tưởng. Anh Sơn hay chia sẻ trên mạng xã hội nói câu chuyện pháp lý của Thiền Am. Anh Sơn lo cuối cùng Thiền Am xảy ra chuyện. Anh Sơn và chị Mai đều gọi cho tôi. Kính thưa quý vị khán giả, về việc làm đơn từ, tôi không có thời gian mà để ngồi nghe mấy chục cái clip video rồi trích xuất ghi lại rồi đánh máy ra. Vì vậy tôi mới nhờ em Ruby. Ruby là em trai ruột của anh Sơn làm đơn từ giúp cho những người cần thư kiện, chứ không phải tôi không biết làm. Nếu như không có Ruby thì những người này sẽ ra văn phòng thừa phát lại làm, thì cơ sở pháp lý rất vững chắc, không phải ngồi mà tranh cãi với lại cơ quan điều tra là điều khoản nào trong bộ luật tố tụng hình sự quy định là phải có thừa phát lại. Bên cạnh đó, tôi muốn giúp cho Ruby có thêm thu nhập, bởi vì làm đơn thì những người mà thư kiện á, lúc nào cũng trả chi phí cho Ruby. Ruby làm đơn từ là có thu tiền. Nếu như tôi mà làm đơn hoặc là đưa ra văn phòng thường phát lại làm thì Ruby làm gì có tiền. Và những người được tôi giới thiệu liên hệ với lại Ruby làm đơn từ thì người ta tặng cho Ruby quà cáp. Ruby có bị thiệt hại gì đâu mà dám chia sẻ nói tôi không biết làm đơn. Mà tại sao Ruby không nghĩ đến là chị tạo điều kiện cho em có thêm thu nhập, tạo điều kiện cho em có quà cáp của những người nhờ em làm đơn. Kính thưa quý vị khán giả, trước đây Minh Tú nói về chuyện của anh Hồng Sơn, tôi không tin Minh Tú. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy Minh Tú nói có phần nào đúng, bởi vì những công văn về anh Hồng Sơn là do Minh Tú up lên và chính Minh Tú đi tìm hiểu sự việc này. Tại sao anh Hồng Sơn bị kỷ luật? Tôi thấy Minh Tú cũng đã chia sẻ trên kênh YouTube. Tôi trước kia ninh ninh anh Hồng Sơn là một luật sư mới bỏ ra 10.000 đô để tặng
cho Minh Tú. Bên cạnh đó, anh Sơn nói một câu quá vững chắc, cho xe đến tận nhà rước, đãi lẩu tổ yến, uống rượu tây. Những người muốn xem thẻ luật sư. Từ đó tôi tin tưởng. Hôm nay tôi đã biết tất cả sự thật, cho nên tôi thông báo với quý vị khán giả và các mạnh thường quân phải cảnh giác trước sự việc này. Sau khi anh Hồng Sơn lấy được thẻ luật sư và chứng chỉ hành nghề, anh Hồng Sơn hất tôi ra để đi trên con đường lợi dụng thiền am để kiếm tiền. Anh Hồng Sơn nói tôi hại thiền am. Thế anh Hồng Sơn có đưa ra được bằng chứng không? Và anh Hồng Sơn phải nói rõ tôi hại thiền am ở chỗ nào, đưa ra cho tôi được biết. Những ngày qua em phân phát, anh Hồng Sơn, chị Nhung Nguyễn, em Quốc Bảo nói mà không đưa ra được bằng chứng, vì vậy không thuyết phục được tôi. Còn tôi khi nói ra là có bằng chứng. Bằng chứng trong tay tôi còn rất nhiều. Tôi cam kết với khán giả và các mạnh thường quân, tôi không giấu bất cứ điều gì nữa. Một lần nữa, tôi xin lỗi quý vị khán giả và các vị mạnh thường quân. Đối với tôi, hiện nay thắng thua không còn quan trọng bằng việc đưa sự thật ra ánh sáng để chuộc lại sai sót của bản thân mình trong suốt thời gian qua. Hiện nay tôi cố gắng thay đổi cách dùng ngôn từ trong xưng hô, trên chia sẻ trên mạng xã hội. Cho dù có bị chọc giận, tôi vẫn cố gắng giữ lịch sự, bởi vì tôi đã có xuôi gia. Xuôi gia của tôi có bạn bè, có hạ hàng, có họ hàng theo dõi tôi. Không lẽ một thạc sĩ luật sư mà dùng ngôn từ như chợ búa, như vậy coi sao được? Trước kia khi chưa có xuôi gia thì khi mà nổi giận lên có thể không kềm chế được thì dùng những ngôn từ đó được. Còn bây giờ tôi nhận thấy nếu dùng những ngôn từ thằng này con kia, rồi chửi súc sinh súc vật, đúng là không ra thể thống gì hết. Vì vậy từ nay trở đi tôi sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính bản thân mình. Cái clip video này của tôi có những chia sẻ bị vấp lời, bởi vì tôi cũng mới đi công tác về. Tôi cảm thấy đang từ 9 tầng mây bị rớt xuống đất một cái rập. Thế giới hụt hẫng. Tôi biết quý vị khán giả cũng biết cái cảm giác của tôi như thế nào. Và tôi xin dừng clip video ở đây. Một lần nữa
xin gửi lời chân thành đến quý vị khán giả và các mạnh thường quân. Bên cạnh đó, tôi cũng gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các mạnh thường quân. Xin hẹn gặp lại.